Chào cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em. Thì hôm nay em tiếp tục quay vườn của chị Út cho anh chị em mình giao lưu thêm 20 mã số và 3 lô mai ha. Thì hôm nay quay cho anh em mình gồm có là Thọ Hương nè, Đại Lộc và Hữu Đức ha. Cái hàng này 3 lô này là cái hàng trồng đất ha. Cây chưa cắt đôn. Về thì anh em mình sẽ tiến hành là cắt đôn ha. Ở đây thì nhà vườn em chia sẻ rất là nhiều clip ha. Cây chưa cắt đôn thì bắt buộc nó phải vàng. Tại vì cái cây này là cắt đôn hồi năm rồi cho đến năm nay người ta để nguyên như vậy, chưa có cắt đôn để cho nó đừng có lên tược, để giờ trong cái quá trình vận chuyển của mình nó sẽ không có bị gãy tược nè, không có bị động bầu ha. Thì người ta chưa có làm gì hết, người ta sẽ bán như vậy về cho anh em mình thay chậu cắt đôn, anh em làm một lượt thì cây mình nó sẽ ok hơn ha. Để lá ở đây để cho anh em mình về làm ha. Để nhiều khi mấy clip đợt trước có em có tư vấn cho anh em mình rồi, nhưng mà có một số anh em cứ lấy cây về anh em mới mua lần đầu á, anh em nói tại sao gỡ dễ cây vàng quét vậy, bản thân nó quay ở đây là nó đã vàng rồi mà anh em, nó vàng ngà vàng rồi mà. Tại vì em đã tư vấn rất nhiều, đầu năm rồi cắt đôn nó mới lên được cái lá năm nay, là về anh em bây giờ anh em cắt thì nó sẽ lên tược xanh lọi và tới cuối năm thì nó sẽ vẫn vàng như vậy thôi, tại vì lúc đó cái thời tiết nó đã như vậy rồi mà anh. Một số anh em người ta mua rồi thì người ta đã biết rồi ha, còn một số anh em mình mới thì mình chưa biết. Rồi ở đây thì cái số lô này em độ khoảng 500-600 cây ha. Cúc Thọ Hương, hàng ghép cúc nhất, nằm chậu C6 cây ha. Cây này ghép 1 năm tuổi ngoài ha, chột nó liền cũng tầm khoảng 70% hết trơn à. Chột cũng khá là to ha. Thọ Hương, cái này thì nhà vườn người ta đã vô dây dựng ngọn cho anh em mình về rồi, anh em mình sẽ bấm tỉa gọn lại một cái, lại bỏ lá, lại bỏ nụ, tháo cũng dây dựng ngọn này ra và sang phân mới cho nó luôn. Trấu sơ dừa anh em mình trộn sơ dừa 6 phần, trấu 4 phần rồi trộn đều lên rồi anh em mình sang qua chậu C7 ha. Giá cây này là 80.000 đồng một cây. 3 gửi hàng 5 cây thì mình sẽ được bao ship ha. Đây. Chiều cao trung bình của cái lô này khoảng 40 cm, rất là đều 40 cm như thế này cho anh em mình luôn. Ha, nó đều đều na ná như vậy thôi. Tất cả các cây đều quấn dây cũ như vậy ha. Cái cũ của mình chỉ chân cái đổ lên ha. Cây này đựng cái nó già, cây với nó sung. Thấy mấy cây về chứ về anh em mình sang chậu anh em bấm nó lên tược lại xanh đen à, cây nào cũng phải vậy hết, qua Tết là mình bắt đầu mình phải bấm hết à. Rồi tiếp tục bên đây cho anh em mình là một cái lô Đại Lộc, giá là 100.000 một cây. 3 gửi 5 bao ship luôn à. Đại Lộc ở trong đây thì đa số là quấn rễ lò xo nhiều nha anh em, lò xo với bí à. Bên đây một clip, bên kia một clip nha anh em à. Tại để hai chỗ. Đây, đa số là nó sẽ là lò xo như vậy, lò xo nè, bí nè, bệ nè ha. Thì ba loại rễ thì nhà vườn người ta cũng sẽ lấy lộn xộn trong quá trình giao. Ví dụ như đầu clip thì anh em mua 2, 4, 6, 8, 10, anh em mua 10 cây thì người ta sẽ lấy nguyên một hàng ha. Có này có kia, lấy chừng nào đủ số lượng cây của anh em mình lấy thôi chứ không phải là lựa ha. Đây, bí như vậy ha. Mấy củ này trồng tầm khoảng 3 năm là cái rễ này nó phát triển nó bự, nó tròn bự luôn vậy ha. Cái bệ cũng vậy, lò xo cũng vậy ha. Lò xo nằm chậu C6 Đại Lộc nó thì bông từ 5 cho đến 49 cánh. Đại Lộc thì em đã chia sẻ rất là nhiều clip rồi, mình chơi Đại Lộc nó sẽ có cái trường hợp là lai đốc ha, nên không có tránh khỏi đâu ha. Bây giờ cái cây cho cái cây 100 triệu luôn cũng vậy nữa ha. Năm nay lãi lá nó nhiều cánh, nhưng mà bán qua rồi xong cái cắt đôn năm sau nó ra nó lai đốc 5 cánh cũng không chừng nữa ha. Nó lai trên một cái nụ luôn nha anh em ha. Thì anh em nào quyết định chơi Đại Lộc thì mình phải có cái trường hợp đó, chứ để nhiều khi không nói rõ cho anh em, cái anh em nói Đại Lộc bông nhiều cánh sao bán cho tôi cái Đại Lộc có 5 cánh hay gì đó ha. Đại Lộc thì nói chung là nó lai đốc, trường hợp đó thì các nhà vườn cũng rất là khó khăn về cái vụ bán đó, đó anh em. Nhưng mà cây càng nuôi càng dài nó sẽ ít xảy ra cái trường hợp lai đốc hơn ha. Đây, chiều cao trung bình cũng tầm khoảng 30 cho đến 40 cm, quấn rễ đẹp ha. Chậu C6 Đại Lộc giá 100.000 một cây, 3 gửi hàng 5 cây mình sẽ được bao ship, cố gắng lấy số lượng từ 5 cây đổ lên nha. Nó cây ha. Nó cũng hơi ngà ngà vàng, bắt buộc mình phải cắt ha. Cây nào cũng phải về phải cắt hết. Nếu mà không cắt thì cái nụ nó còn đó, cái nụ nó sẽ không có phát triển thành cái đọt mà nó sẽ nở thành cái hoa, nên sẽ mất thời gian cho anh em mình nhiều lắm, qua Tết rồi. Nè, như mấy cái này. Mấy cái này là tao vừa nhà vườn tao cây non mùa tao mới cắt ghép này, thấy không? Cắt khi mà mình cắt đôn mà nó sẽ xanh như vậy thôi. Nè. Mấy cái này cắt đôn khi mà mình tòng xuống mình cắt đôn nó sẽ xanh là như vậy nè. Cái này người ta cắt đôn đã, người ta hai lá mới cho nó rồi mà ha. Rồi để tiếp tục đi lại phía trước quay cho anh em mình một lô Hữu Đức và 20 mã số ha. Rồi tiếp tục là một cái lô Thủ Đức ha nè.
tô hú đức hàng lớn nha, giá là 120.000 một cây, hai cây gửi hàng và 5 cây thì mình sẽ được bao ship ha. Anh em mình cũng cố gắng lấy số lượng từ 2 cây đổ lên để mình được gửi hàng ha em. Anh em mình có thể là cộng dồn những cái đơn hàng lại để cho nó cái đơn hàng nó nhiều tiện tí thì nhà vườn người ta sẽ hỗ trợ cho anh em mình bao ship luôn ha. Cây này thì về anh em mình vẫn là tiến hành cắt đôn nha anh em. Đây ha, hàng gốc nhớt quấn rễ cũ cũ đụng trung bình đều đều phản ngón chân cái. Cái cây này thì ghép chột nó liền 100% hết rồi nha anh em. Nguyên cái lô này là ghép liền cốt hết luôn cho anh em mình rồi. Đây. Cái này về anh em mình sẽ rút nó ra, anh em mình sẽ sang phân nó hết nha. Phân này anh em về anh em mình bỏ phân tầm khoảng 50% xong anh em mình sang phân mới hết đi. Rồi cây của mình nó phát triển ngon hơn nha. Cái củ của cây thì trung bình đều đều phản ngón chân cái đổ lên hết nha anh em. Bự ngón chân cái đổ lên ha. Liền cốt tầm khoảng 90, có một số cây nó liền cốt 100% luôn rồi ha. Sân thân thì xoắn từ gốc xoắn tới ngọn. Chiều cao trung bình đều đều khoảng 40 cho đến 50 cm nha anh em. Cái lô này thì còn khoảng 300 cây ha. Giá là 120.000 một cây nha anh em. Này về anh em mình sang chậu qua bấm tỉa rửa lại nha. Rồi bây giờ thì em sẽ báo mã số cho anh chị em mình. Rồi, mã số thì đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho anh chị em mình rồi ha. Rồi bắt đầu là mã số 1 luôn nha anh em. Đây là gì ạ? Này là ghi mã. À ghi sợ bị trùng ha. Mã 22 là mã đầu tiên nha anh em. Chiều cao là 58. Đường kính tàn 46. Hoành eo của cây là 13 ha. Cây này giá là 550 nha anh em. Rồi, tiếp tục là mã số 23 nha anh em. Giá này là 550 ngàn luôn. Chiều cao 60. Cao 60. Đường kính tàn 40. Đường kính 40. Hoành thân 11. Hoành thân của 11 ha anh em. Ở đây là cái cây này nè, cái thân nó sửa nó quái ha, mình mới cắt mình ghép lại nha anh em. Đây ha, ghép ha hai bo ghép Thủ Đức nha anh em. Rồi tiếp tục là mã số 24 nha anh em. Nguyên cái lô này là ghép thọ hương hết nha anh em. Cái cây hồi nãy em cũng là thọ hương lọc lộn ha. Chiều cao là 53. Đường kính tàn 46. Đường kính 46. Hoành thân 11. Hoành thân vẫn là 11 luôn. Cây này có hình thú ha anh em. Cây này về anh em mình sang qua chậu chữ nhật cho nó đẹp ha. Đây, hai mặt mặt nào cũng có đủ hình thú hết cho anh em mình ha. Cái này là mã số 24 nha anh em, giá là 450 ngàn ha. Rồi tiếp tục là mã số 25, giá là 650k. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Đúng rồi, đúng rồi. Đường kính tàn 47. Đường kính 47. Hoành thân 10. Hoành thân của cây là 10 ha. Cây này cái gốc cũng rất là quái nha anh em. Mấy cây này thì về anh em mình bỏ phân tầm khoảng 50% rồi anh em mình sang qua chậu chữ nhật ha. Hoặc là chậu tròn gì đó tùy theo cái chậu nào anh em mình thích ha. Còn không anh em mình nhạo dẫn là nhổ nó lên đi rồi bỏ phân tầm khoảng 50% rồi vô lại cái chậu cũ này cũng được nữa. À, nhưng mà phải nhổ lên phải thay phân nó lại nha. Tháo dây sửa luôn cũng được. Mã này là mã 25, 650 nha anh em. Mã số 26 giá là 600k. Chiều cao 64. Chiều cao là 64. Đường kính tàn 53. Đường kính tàn là 53 ha. Hoành thân 12. Hoành thân 11. Từ cụm dây này ra ha, hỏi cụm dây. Cây này 600k nha anh em. Cái cũ cây này về anh em mình moi lên em ha. Cái cũ này bò ra tới đây luôn nè. Thân cây cũng già. Họ hương gấp hai bo ha. Tiếp tục là mã số 27 nha anh em. Giá là 400k. Chiều cao, chiều cao là 65. Đường kính tàn 44. Đường kính tàn là 44 ha. Hoành thân của cây là 11. Cây này giá là 400k, bao gồm phí ship toàn quốc nha anh em. Đóng thùng xốp gửi cho anh em mình nha. Rồi, tiếp tục là mã số 28. Giá là 800k. Chiều cao 65. Chiều cao 65. Đường kính 47. Hoành thân là 13. Cây này quái ha. Cây này có cái đuôi bằng rễ ha anh em. Quái ha. Cây này giá là 800k nha anh em. Về anh em mình sang chậu mình tháo dây sữa ra luôn đi. Dây sữa này nó cũng đã theo dây rồi ha. Cái này sữa hồi trước Tết tới nay mà. Tiếp tục là mã số 29, giá là 550 ngàn. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính tàn 57. Đường kính 57. 13. Hoành eo của cây là 13 ha. Cây này được cái đế nó cũng nở cũ nhiều nè nè. Nở rộng ra ha. Cây tràn cũng đã vô dây chỉnh sửa hồi trước Tết tàn tròn cho anh chị em mình rồi ha. Cây này là mã 29 nha anh em, 550 ngàn bao ship.
Rồi, tiếp tục là mã số 30, giá là 450 ngàn. Vẫn là ghép thọ hương nha anh em, 20 mã số đều là ghép thọ hương hết nha. Chiều cao là 65. Đường kính tầng 52. Đường kính 52. Phần thân 10. Phần thân 10 ha. Về nhớ nha anh em, về nhớ là sang chậu hết qua nha, để mình chăm sóc một năm mới cho nó ngon nha. Sang chậu hết rồi tháo dây ra, cắt tỉa theo ý thích của anh em rồi mình chăm sóc thôi. Mã này là mã 30 nha anh em, 450 ngàn, bao gồm phí ship. Rồi, mã số 31 luôn anh em, 550 ngàn luôn ha. Bao phí ship toàn quốc hết cho anh chị em mình nha. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Đường kính tầng 55. 55. 10. Vành thân 10 ha, vành thân bự 10. 8. Vành thân nhỏ là 8 ha. Cây này cái cũ nó còn bò nằm ở dưới nè, cây này bị cái cũ nó bị chìm xuống dưới mặt phân nè, về anh em khi mà sang chậu anh em mình moi cho cái cũ nó lồi lên nha. Cũ nó còn nằm bự lắm nè. Mã này là mã 31 nha anh em. Rồi, tiếp tục là mã số 32 cho anh chị em mình luôn ha. Giá là 450 ngàn. Cái cây này cây cũ rất là quái luôn nè anh em. Mấy cái cũ này đa số tại vì người ta vô phân năm rồi, cái cũ của mình nó bị chìm á anh em. Chiều cao 60. Chiều cao 60 ha. Đường kính tàng 50. Đường kính tàng 50. 12. Hoành eo của cây là 12, cây cũ nè anh em. Về anh em mình sang khi mà sang chậu á, hàng năm á thì anh em mình bươi cho cái phần cũ cây của mình nó lồi lên để cho cái cây của mình nó đẹp ha. Tại vì do quá trình ở đây nhà vườn ta làm khá là nhiều cây nên đâu phải là một người vô chậu đâu, nên người này người kia vô rồi quay qua quay lại nhiều khi nó bị chìm cái cũ nhà vườn không hay ha. Thì anh em mình về anh em mình sang chậu hàng năm đó thì anh em mình cứ mua cho cái cũ mình nó lồi lên. Rồi, tiếp tục là mã số là 33 nha anh em. Cây này giá là 450k ha. Chiều cao 62. Cao 62. Đường kính tàng 50. Đường kính tàng 50 ha. Quần thân 13. Quần thân của cây là 13. Giá là 450k ha. Mã số là 33 nha anh em. Rồi, tiếp tục là mã số là 34 ha. Giá là 450k. Chiều cao 64. Chiều cao là 64. Đường kính tàng 50. Đường kính 50. Hoành thân 10. Hoành thân 10. Mã số là 34 nha anh em, 450k ha. Rồi, tiếp tục là mã số là 35. Giá là 400k. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Đường kính 40. Đường kính tàng là 40. Hoành thân 11. Hình thân của cây là 11 nha anh em. Giá cây này có 400k, bao phí ship toàn quốc hết nha. Rồi, tiếp tục là mã số là 36 nha anh em. Giá là 500k ha. Tất cả đều là phôi mai vàng ghép cúc thọ hương nha anh em. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Đường kính tàng 45. Hình thân 13. Hình thân của cây là 13 ha. Cái củ này nở tròn nè anh em. Ba mươi sáu 500 ngàn ha. Rồi, tiếp tục là mã số là 37 ha. Giá là 450 ngàn. Chiều cao 47. Chiều cao 47. Đường kính tàng 43. Đường kính 43. Bình thân 16. Bình thân 16 ha. Cây này nở củ tròn quay luôn nè anh em. Mã này là mã 37 ha, 450 ngàn nha anh em. Rồi, tiếp tục là mã số 38. Cây này giá là 450 ngàn luôn. Thọ hương mà ghép già mùa vậy thì anh em mình chơi rất là ok ha. Giá có 3-400, 4-500 ha. Chơi rất là dễ ha. Chiều cao của cây là 76 nha anh em. Đường kính tàng 50. Đường kính tàng 50. Hoành thân 11. Hoành thân 11. Giá là 450 ngàn ha. Cây này về anh em mình sang chậu mình bươi cho cái củ của nó lòi lên nha. Củ này còn bị chìm nè. Mấy cây mà ghép thọ hương như vậy mà ghép 2 năm tuổi rồi mà cái giá 3-400 ngàn, 4-500 ngàn giá vậy thì rất là dễ chơi. Cộng thêm cái tiền thùng và tiền phí ship nhà vườn ta đã bao ship phí thùng cho anh em mình nữa rồi. Thế thì chạy ra cây nó cũng khá là rẻ ha. Mã số 39 nha anh em, 450 ngàn. Chiều cao là 71. Đường kính tàng 45. Đường kính tàng là 45. Hoành thân 11. Hoành thân của cây là 11. Cây này về anh em mình bươi lên nha em nha. Cái củ của mình nó nằm nó chìm phía dưới nè. Cây này về được vô chỗ dưới nhật nó đẹp.
Rồi tiếp tục là mã số 40, giá là 500k, chiều cao 57, chiều cao là 57, đường kính tàn 56, đường kính tàn là 56, bình thân 11, bình thân 11. Cũ, mấy cái cũ này về anh em môi lên là đưa cái cũ lên bự dữ lắm. Cây họ Hương 2 năm tuổi ha, vô dây chỉnh sửa kéo cành cho anh em mình ngon lành hết á. Mã 40 nha anh em, 500k. Rồi, mã số này là 41. Giá là 600k. Chiều cao 67. Chiều cao là 67. Đường kính tàn 47. Đường kính tàn là 47 nha anh em. Bình thân 14. Bình thân của cây là 14 ha. Vẫn là ghép thọ Hương. Cây này mã số 41 này cũng là mã số cuối cùng trong clip ngày hôm nay luôn ha. Thì tổng cộng em quay cho anh em mình 20 mã số ha. À, 3 lô mai, 1 lô Hữu Đức 120, 2 gửi hàng 5 bao ship, 1 lô Đại Lộc 100.000, 3 gửi hàng 5 bao ship và 1 lô Cúc Họ Hương giá 80.000, 3 gửi hàng 5 bao ship ha. Thì số điện thoại của chị Út thì em sẽ để trên cái tiêu đề, anh em mình cứ việc là liên hệ trực tiếp gặp chủ vườn để mình trao đổi thêm ha. Những hàng ra tới thì anh em mình cứ việc là kiểm tra hàng, hàng đúng như kích thước em báo trên video cho anh em mình á thì anh em sẽ thanh toán tiền cho nhà vườn ha. Và em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều.